đào qua long mạch để xây đường hầm, gặp phải ổ rắn kỳ lạ và bia đá tiên tri thời nhà Minh. Truyền thuyết nói rằng có một con mãng xà khổng lồ đã trấn giữ dãy núi Tần Lĩnh. Đường hầm núi Trung Nam xuyên qua long mạch đột nhiên xuất hiện một lời dự ngôn của Lưu Bá Ôn cách đây 600 năm. Liệu rằng những câu chuyện kỳ lạ đã xảy ra chỉ là trùng hợp hay còn có bí mật nào khác? Bởi núi Tần Lĩnh thuộc tỉnh Thiểm Tây được xem là long mạch của dân tộc Hoa Hạ. Trên thực tế, dãy Côn Luân là một trong những dãy núi dài nhất châu Á, nối dài ba long mạch lớn của Bắc, Trung và Nam của Trung Quốc. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Giang Sơn, để củng cố đế chế của mình, ông đã không ngần ngại cắt đứt hai long mạch phía Bắc và phía Nam. Từ đó trở đi, chỉ có lẽ long mạch phía Trung trong nền văn minh Trung Quốc. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra trong quá trình đội xây dựng thi công đường hầm này? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Rắn khổng lồ trấn giữ dãy núi Tần Lĩnh. Trong mắt người xưa, những ngọn núi hùng vĩ của dãy Tần Lĩnh phác họa một con rồng khổng lồ bảo vệ vùng đất này. Vì vậy, dãy núi Tần Lĩnh cũng được xem là đất tổ trong nền văn minh Trung Quốc. Những hoàng đế của tất cả triều đại Trung Quốc cũng rất xem trọng nơi đây. Bằng chứng là có đến 16 triều đại liên tiếp đặt thủ đô của mình ở Tây An. Có thể thấy rằng, việc những sinh vật tâm linh được sinh ra tại vùng đất này là có khả năng xảy ra. Bởi năng lượng rồng ở dãy núi Tần Lĩnh cực kỳ mạnh mẽ. Một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi trong dân gian về linh vật trấn giữ vùng đất này, đó là một con mãng xà khổng lồ nằm uốn lượn ở trong núi Tần Lĩnh. Lớn đến nỗi, đầu rắn uống nước dưới chân núi, nhưng đuôi vẫn nằm trên đỉnh núi. Có người nói rằng đầu con mãng xà này to như một chiếc chậu lớn có đủ cả mặt mũi. Tuy nhiên, để theo kịp thời đại, khi mà khoa học và công nghệ phát triển như hiện nay, thì câu chuyện về con mãng xà khổng lồ kia giống như một truyền thuyết đô thị. Bởi người Trung Quốc cho rằng, muốn đất nước trở nên giàu mạnh thì trước tiên phải xây dựng đường bộ để theo kịp tốc độ phát triển, góp phần làm giao thông trở nên thuận tiện hơn. Với cơ sở đường bộ không ngừng phát triển, họ đề ra chủ trương đối với những khu vực khó khăn như vách núi thì sẽ phải xây cầu, đến khi gặp núi thì phải đào xuyên qua để mở đường. Ngay cả dãy núi Tần Lĩnh, nơi được mệnh danh là Long Mạch cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong quá trình đào đường hầm đã xảy ra một số hiện tượng kỳ lạ. Đội kỹ sư Trung Quốc đã đào được một tổ rắn khổng lồ ở tại đây. Con nhỏ nhất cũng có kích thước to bằng bắp đùi của một người đàn ông trưởng thành. Những người dân địa phương cho rằng đó là một điểm gở vì lăng mộ của nhiều vị hoàng đế cổ đại đã nằm ở dãy núi Tần Lĩnh này. Những con rắn được xem là linh thú, ẩn chứa trong chúng là những linh hồn canh giữ lăng mộ. Nếu tàn sát toàn bộ ổ rắn một cách vội vàng, chắc chắn sẽ khơi dậy sự oán giận của những linh hồn. Một số người còn cảm thấy khó tin rằng tại sao những con rắn này lại có thể sống sót trong núi đá. Nhưng dù thế nào đi nữa, tiến độ xây dựng không thể bị trì hoãn. Vậy nên, bất chấp những lời khuyên ngăn của dân làng, người phụ trách đã ra lệnh tiêu diệt những con rắn này và tìm một nơi để chôn chúng. Sau hành động được cho là thất lễ đó, quá trình thi công bỗng nhiên gặp nhiều trở ngại và khó khăn. Nghiêm trọng hơn là một vụ tai nạn xảy ra khiến nhiều công nhân bị thương. Người phụ trách công trình bắt đầu cảm thấy bất an nên đã bí mật lên núi để xin lời khuyên từ một vị đại sư. Mặc dù không ai biết đại sư ở Nam Sơn đã sử dụng phương pháp gì, nhưng sau khi gặp ông, mọi thứ đã trở lại bình thường. Thế nhưng, sự việc đến đây vẫn chưa kết thúc. Lưu Bá Ôn đoán trước được việc xây dựng đường hầm Tần Lĩnh. Lưu Bá Ôn, người được mệnh danh là thần cơ diệu toán, đã dự đoán được việc đường hầm Tần Lĩnh sẽ đào qua long mạch từ hơn 600 năm trước. Liệu thực sự có chuyện này xảy ra hay không? Đường hầm Tần Lĩnh là đường hầm đường sắt dài nhất ở Trung Quốc và thế giới, được khởi công xây dựng vào ngày 8 tháng 1 năm 2001 và chính thức hoàn thành vào ngày 20 tháng 1 năm 2007. Việc xây dựng đường hầm này đã nhận được kinh phí đầu tư khổng lồ lên đến 4 tỷ USD, trở thành một công trình chưa từng có trong thế kỷ 21 và lập được nhiều kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, trong lúc đào một đường hầm xuyên tường đến trung tâm dãy núi Tần Lĩnh, đội thi công đã bất ngờ khai quật được một tấm bia đá cổ. Ngoài tấm bia đá thì không có ngôi mộ nào được tìm thấy. Và điều khiến những người chứng kiến cảm thấy sợ hãi là trên tấm bia đá đó chỉ có 7 chữ: "Hãy đi đường vòng, Lưu Bá Ôn." Khi đó tất cả mọi người đều sợ đến toát mồ hôi lạnh. Liệu di tích này thật sự là do Lưu Bá Ôn để lại sao? Chẳng lẽ hơn 600 năm trước, ông ấy đã dự đoán được rằng
600 năm sau sẽ có người đào núi Tần Lĩnh, và lý do vì sao hậu thế ngày nay phải tránh xa nơi này. Chúng ta đều biết rằng Lưu Bá Ôn là thân tín của Chu Nguyên Chương. Ông không chỉ giúp Minh Thái Tổ thống nhất đất nước mà còn thông thạo phong thủy, y học, kỳ môn độn giáp. Năm 1386 sau Công Nguyên, Chu Nguyên Chương đã giao cho Lưu Bá Ôn một nhiệm vụ khó khăn, đó là hạ gục tất cả những người trên thế giới ngoại trừ gia tộc Chu cũ ở An Huy. Tất cả các long mạch khác đều bị loại bỏ để tránh sự xuất hiện của đối thủ mới. Từ đó trở đi, Lưu Bá Ôn bắt đầu đi khắp Trung Quốc để tìm kiếm long mạch ở nhiều nơi khác nhau. Bất cứ nơi nào năng lượng rồng tụ tập, quan chức địa phương sẽ nhận lệnh huy động người dân đào núi và chôn vàng cắt khí. Các long mạch đã bị cắt đứt hoàn toàn. Theo nhiều ghi chép, Lưu Bá Ôn đã chặt đứt 99 long mạch trên thế giới, nhưng chỉ tha cho long mạch ở núi Trường Bạch. Bởi theo tính toán của ông, thì Đại Minh chỉ tồn tại trong khoảng 200 năm. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là long mạch Tần Lĩnh đã được coi trọng kể từ thời Tần Thủy Hoàng. Lúc đó, Lưu Bá Ôn có thật sự đã cắt đứt hết long mạch trên thế giới hay không? Câu trả lời có thể tìm thấy trên tấm bia đá 7 ký tự này. Theo chuyên gia suy đoán, khi ông đến dãy Tần Lĩnh, đã phát hiện ra long mạch này có thể sẽ xảy ra tai họa trong vài trăm năm nữa. Hơn nữa, Lưu Bá Ôn đã tính toán được đây không phải là chìa khóa đe dọa đến tương lai nhà Minh. Vậy nên ông đã không làm gì ngoài việc để lại một tấm bia để nhắc nhở thế hệ tương lai. Điều quan trọng nhất hiện tại là đội xây dựng nên làm gì. Có nhiều ý kiến khác nhau trong đội thi công được đưa ra. Một số người cho rằng trước tiên nên xác minh tấm bia đó có phải do Lưu Bá Ôn để lại hay có nguồn gốc từ thời nhà Minh hay không. Nếu như tấm bia này là thật thì nên nghe theo lời chỉ dạy của người xưa mà xây dựng theo đường vòng. Tuy nhiên, hầu hết các kỹ sư, những người đã tiếp thu nền văn minh hiện đại đều không tin vào điều này. Dù sao kế hoạch xây dựng đã được thiết kế bằng công nghệ tiên tiến nhất nên chắc chắn việc xây dựng phải được tiếp tục. Nhưng sau đó xảy ra một chuyện không thể ngờ, đó là tất cả công nhân khai quật di tích cổ đều biến mất một cách bí ẩn. Đội xây dựng phải nhờ đến sự đồng thuận của các chuyên gia lịch sử, chuyên gia địa chất, kỹ sư và những bên liên quan để thay đổi lộ trình đường hầm và bỏ qua đoạn này. Tất nhiên, tính xác thực của vấn đề này vẫn chưa được làm rõ, nhưng đường vòng ở đoạn cuối đường hầm như ngầm thừa nhận tấm bia đá này là có thật. Mặc dù trên thực tế rõ ràng không có di tích văn hóa nào được ghi chép lại. Sự cố bí ẩn tại đường hầm Tứ Xuyên. Tương tự như ở Tần Lĩnh, một sự cố siêu nhiên đã xảy ra tại một đường hầm thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Sự cố này được cho là do những sinh vật bí ẩn liên tục gây rắc rối, khiến một số công nhân khai quật biến mất một cách bí ẩn. Có một đường hầm nằm sâu trong ngọn núi ở Tứ Xuyên, được đặt tên là đường hầm Bà Pao, theo tên của ngọn núi mà nó đi qua. Đây là một phần của tuyến đường sắt Thành Đô, Côn Minh. Tuyến đường sắt này hơn 40 năm trước có rất nhiều chuyến tàu hoạt động, nhưng sau một vụ tai nạn lớn khiến 275 người thiệt mạng, nó đã bị bỏ hoang. Theo hồ sơ liên quan, tháng 7 năm 1981, tại Tứ Xuyên xảy ra mưa lớn kéo theo hàng loạt thảm họa địa chất, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng đường bộ. Đó là những mối nguy hiểm tiềm ẩn vô cùng nghiêm trọng. Trong một ngày, cầu Lizida tại lối ra của đường hầm đã bị phá hủy và cuốn trôi do lở đất. Mưa bão đã khiến việc liên lạc với khu vực xung quanh gặp khó khăn. Vì thế, đoàn tàu 442 đã khởi hành như bình thường mà không nghe thông báo kịp thời về đoạn đường phía trước bị hư hỏng. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Dù đã áp dụng các biện pháp phanh khẩn cấp, nhưng một đoạn tàu vẫn lao ra khỏi đường hầm và rơi xuống sông, khiến 275 người thiệt mạng, nhiều người mất tích. Vụ tai nạn này đã trở thành vụ tai nạn thương vong nặng nề nhất trong lịch sử đường sắt tại Trung Quốc. Về sau, đường hầm này đã ngưng hoạt động và bị bỏ hoang. Đường ray bị dỡ bỏ, chỉ những cột trụ của cây cầu là còn đứng vững. Theo năm tháng, cây cối nơi đây mọc tùm dày đặc, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng u ám. Lối vào đường hầm tối tăm như một miệng quái vật trực chờ nuốt chửng những sinh vật sống đi vào bên trong. Chỉ có một vài người dân địa phương hay những người dũng cảm mới dám đi đến đó. Bên trong đường hầm không có ánh sáng, mặt đất gập ghềnh đầy những ổ gà. Khi vừa bước vào, một số côn trùng và động vật nhỏ sẽ bay tán loạn ngang mặt và phía trên đầu, khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Người dân địa phương kể rằng vào ban đêm sẽ có những tiếng khóc kỳ lạ phát ra từ đây, thậm chí xuất hiện những bóng đen bí ẩn như là linh hồn của những người đã thiệt mạng trong sự cố đường hầm năm 1981. Tuy nhiên, những nhà thám hiểm sau này đã phát hiện ra rằng đây đều là hiện tượng tự nhiên. Cái gọi là tiếng khóc là âm thanh do gió đi qua đường hầm và linh hồn là những bóng của những con vật chạy từ ngọn núi gần đó. Không có gì đáng ngạc nhiên
khi có những tin đồn như vậy, bởi nơi đây đã từng xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc. Với tâm lý sợ hãi, người dân địa phương đã tin vào những chuyện kỳ quái khiến họ cảm thấy các hiện tượng tự nhiên bỗng trở nên kinh dị. Những sự kiện tâm linh là điều gì đó rất khó giải thích. Đôi khi những phân tích khoa học chỉ nhằm khiến người ta yên tâm hơn. Thực tế, câu chuyện tâm linh từng được chứng kiến bởi vô số người. Bạn đã từng gặp sự kiện đáng sợ nào? Bạn có tin vào điều đó hay không? Hãy để lại một bình luận bên dưới để mọi người cùng biết. Nếu thấy video có ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ với bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.